Đây là lô view hồ Buôn Tiêu, có cà phê tiêu, cây cau, có nhà cấp 4, có cây samboche rất là đẹp, cà phê tiêu rất là chất lượng, sầu riêng nè, có đu đủ nè, cây cau nè. Đây là view ruộng này, à quên, đây là view view hồ đây các bạn, đấy rất đẹp, thấy chưa? Có một bác nông dân đang chèo này, bắt cá, đẹp quá. Đây. Tìm đâu ra một lô cách thành phố hơn chục cây như vậy chứ. Rất đẹp. Ok nha. Có điện ba pha rồi nha. Đường ô tô vô tới rẫy.